Đây là nửa mặt vừa rồi mình mới làm xong. Bây giờ nhìn hai cái gương mặt này nè, giống như bên đây á thì nó trẻ hẳn. Phải không chị? Bên đây là nó khác biệt, coi như khác biệt hoàn toàn. Hoàn toàn đó chị ha. Trời ơi, phải công nhận luôn á. May thấy một bên đây của chị nó giống như là nó nâng lên, nó lip lên, nó nâng lên á. Một bên đây thì lại nó như méo luôn á, một bên đây nó đổ xuống. Trời ơi, phải công nhận. Thật sự á, nếu mà nhìn vô á, tưởng tượng như là bên đây là cái cô em nè, bên đây là cô chị. Mà chị thấy cái rãnh nó bớt ghê không? Chị nhìn thử cho cái rãnh nè. Nó bớt dễ sợ ha, giữa bên đây chưa điều trị. Nó rãnh rất là sâu. Ờ đúng rồi, cái đôi mắt này nó sâu. Nó sâu hơn mà bên đây thì còn bên đây nó hoàn toàn mất hết luôn. Trời ơi, phải công nhận luôn á. Đây là sau khi làm xong một nửa mặt bên này mình đã thấy hoàn toàn khác hơn rất nhiều rồi. Đó, da vùng mặt mình được nhích lên, được nâng lên nhiều. Ha, ở ra cái mụn rãnh mũi má này, cái nếp nhăn này mà chị đã cảm thấy nó cải thiện rõ rồi. Cái da vùng má chị cũng cảm thấy sự căng hơn, nó đàn hồi, nó cái tốt hơn. Bây giờ rời vô nó săn chắc hơn, nó săn chắc hơn nhiều. Cái da vùng mắt này, các nếp nhăn này, mình cảm thấy là nó được cải thiện rõ ra, xóa nhăn thấy rõ. Cái da vùng trán này nữa này, nó căng hơn ha. Và cái nếp nhăn cũng được gần như được xóa, cảm giác như là mình đã được xóa đi rồi. Chị cảm thấy là cái mặt nửa mặt bên này sau khi làm xong, chị có cảm thấy hài lòng không ạ? Bên đây làm sao hả? Ngoài sức tưởng tượng rồi. Bên này rất là cảm ơn chị đó, đã sử dụng dịch vụ bên mình, cảm thấy hài lòng với cái dịch vụ này. Mà lại còn sẵn lòng lại chia sẻ thêm cho mọi người nữa chứ. Thì nhân tiện đây rất là cảm ơn chị. Bây giờ á, nửa mặt bên đây rồi thì mình ra thấy rất là hài lòng. Nhân tiện đây thì mình cũng cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn MC Thanh Mai rất là nhiều. Cảm thấy hiệu quả chị. Một cái gương mặt coi như bây giờ chồng nói chung là chưa có hoàn toàn đẹp hết. Nhưng mà đúng rồi. Chỉ cần nửa bên thôi là mình cảm thấy rất là tin tưởng á chị. Tin tưởng cái hiệu quả bây giờ chị nhìn thấy luôn nhảy mà chỉ là 10-15% thôi. Đó, sau từ 3-6 tháng thì mình còn đẹp lên nữa, tức là thì cái hiệu quả của nó sẽ được tối ưu hơn rất là nhiều nữa nha. Vậy là bây giờ bác sĩ sẽ chuẩn bị làm điều trị cho nửa mặt còn lại của chị ha. Ưu đãi sốc giảm 70% cho 20 khách hàng đầu tiên để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của Sao Việt và các doanh nhân chính khách.